xin chào các bạn đã trở lại với livestream của DK Eyebrow and Beauty. Thì trước ống kính máy quay đây là một chị khách rất là xinh đẹp vừa thực hiện hair job lông mày tại DK. Thì đầu tiên chúng ta cùng làm quen với chị để xem việc đầu tiên chúng ta cùng làm quen với chị. Chào chị ạ. Thì chị có thể giới thiệu cho các bạn đang xem chương trình xem livestream mình tên là gì và đến từ đâu được không ạ? Mình tên là Nga, mình đến từ Long Biên ạ. Dạ vâng. Thế chị Nga không biết là trước khi đến với DK thì mình đã tìm hiểu và qua kênh nào để mình biết đến DK ạ? Mình được giới thiệu hay là mình tìm hiểu qua Facebook ạ? Mình cũng nghe qua bạn bè và trên Facebook cũng có, mình xem rất là nhiều lần rồi ạ. Thế là mình đã tìm hiểu rất là kỹ trước khi mình đến với DK rồi đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Thì mời các bạn cùng xem qua cái hình ảnh của chị Nga trước khi đến với DK. Thì ống kính zoom giúp mình. Trước khi đến với DK thì chị Nga có một cặp lông mày, thì chị đã có khá là nhiều lông mày, nhưng mà phần lông mày của chị Nga thì hơi bị hụt một chút ở đoạn đầu và dáng mày thì chưa được thon gọn cho lắm. Và sau khi đến với cả DK thì Master Hoan Minh Vương đã thiết kế cho chị Nga một cặp mày thanh mảnh, thanh thoát hơn, đang thực hiện cái phần hair chop cho thể đan xem thêm sợi lông mày vào phía đầu của chị. Như chúng ta có thể thấy và cái dáng mày được thiết kế rất là thanh mảnh, thanh thoát, phù hợp với gương mặt của chị hơn. Thì chị Nga có thể cho các bạn đang xem livestream được biết làm cái cảm nhận của mình như thế nào sau khi mình thực hiện lên chóc không ạ? Sau khi làm lông mày thì mình cảm thấy rất là ưng ý. Khi về thì đồng nghiệp cũng như bạn bè có rất là nhiều lời khen cho cái cặp lông mày này. Mình rất là cảm ơn chị Hoa Thanh Hương đã thiết kế cho mình cặp lông mày đẹp, cũng như là sự tận tình của đội ngũ cán bộ nhân viên ở đây. Rất là cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị Nga. Và như các bạn đã thấy, nếu mà ai đang gặp vấn đề về đôi lông mày của mình và chưa cảm thấy hài lòng thì hãy liên hệ với fanpage để được tư vấn và chăm sóc tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã đón xem livestream của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ở những livestream tiếp theo.